Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món xôi vị, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Một trăm gram đậu xanh không vỏ, chúng ta ngâm 5 giờ, sau đó đem hấp chín. Khi đậu xanh chín thì chúng ta đem xay mịn. 500 gram nếp chúng ta vo sạch, sau đó cho vào nồi cơm điện để nấu cơm nếp. 500 gram nếp chúng ta cho vào khoảng 500 ml nước. Năm mươi gram mè trắng chúng ta rang vàng. Ba trăm ml nước cốt dừa chúng ta đem hòa cùng với 150 gram đường cát và nấu với lửa nhỏ. Khi nước dừa và đường sôi lên thì chúng ta cho nếp vào xên với lửa nhỏ. Khoảng 5 phút sau thì chúng ta cho đậu xanh vào xên cùng. Thank you.
Chúng ta đảo đều, khi sôi ngấm đường và kết dính lại thì chúng ta tắt bếp. Chúng ta lót giấy nến hoặc là lá chuối, thoa một ít dầu và rải mè. Tiếp theo cho xôi vào, trải đều. Sau cùng là cho một lớp mè lên. Chúng ta dùng vật ép chặt xôi khoảng 2 giờ cho xôi dẻ lại. Chúc tất cả mọi người làm món xôi vị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Go for shadow red.
Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé. Oh.